Xin chào anh em yêu hoa lan. Hôm nay tôi cũng giới thiệu sơ qua về cái hệ thống tưới nước phun sương. Đối với khi mà chúng ta thiết kế trên sân thượng thì cái thứ nhất là cái độ nóng của sân thượng cũng rất là cao. Nhưng khi ta treo lan trên sân thượng thì ta treo chiều cao ít nhất phải là trên 1 mét. Nếu như mà với những cái chậu lan mà có cái vớn mà quay xuống dưới này thì ta thì treo gần được, nhưng mà những cái chậu lan mà gần gốc á, chúng ta nên để xa hơn. Như cái giả hạt này á, thì tôi để là trên 1 mét, khoảng cỡ 1,2 m, thì tôi thấy cái cây giả hạt này phát triển rất là tốt. Đây, ta nhìn ở khu vực ở bên này, ta thấy tôi treo lan đây, đây là những cái giò lông tu, giò lông tu. Đấy, ta nhìn, ta quan sát, ta thấy. Đấy, thì cái hệ thống nước thì tôi đã thiết kế ở trên này. Thì hệ thống nước này thì cự ly của mỗi vòi và cự ly khoảng cỡ 60 đến 70 phân. Thì bây giờ chúng ta xem cái hệ thống nước tưới phun như thế nào. Đây, ta xem đây là hệ thống nước này. Cự ly này có 60. Đấy. Ta nhìn vào khu vực này, ta thấy là nó bốn vòi. Bốn vòi và tứ phía. Đấy. Giờ ta xem ha, giờ ta quan sát ta xem cái hệ thống nước thế nào. Và trong cái hệ thống nước này thì tôi thiết kế qua một cái wifi. Qua cái wifi điều khiển từ xa, ta hẹn giờ để tưới. Đấy. Nhưng bây giờ tôi trực tiếp bấm cho anh em xem. Đây, hệ thống nước bắt đầu chạy phun sương, đang phun sương. Anh ta xem đây, hệ thống phun sương rất là đẹp. Anh nhìn từ trên cao xuống, anh thấy vòi nước phun và lá được ướt rất là tốt. Ta có thể hẹn giờ để ra cho tơ là tưới. Ta nhìn, ta quan sát rất là đều. Thì một ngày ta có thể là tưới liên tục tùy theo cái mức độ khô. Ta quan sát, ta thấy nước phun rất là đẹp. Đây là cái kinh nghiệm ha. Còn cái hệ thống ở trên này ta thấy bắt ống phi 21 và bắt dọc ở trên cái dọc này và rẽ ra các cái hướng và đổ xuống phía dưới. Còn phía trên này là tôi gia cố thêm ánh nắng, không cho ánh nắng trực tiếp. Mặc dù là tôn sáng, tôi đã ngăn tôn sáng nhưng mà gia cố thêm, bởi vì có một số cây giả hạt là không ưa nắng trực tiếp. Ví dụ như là ta nhìn đây là cái một số giả hạt của tôi là đang phát triển rất là tốt. Đây là chia sẻ cho anh em yêu hoa lan để thiết kế các cái hệ thống nước ở trên sân thượng, và rất là thuận lợi. Xin chào anh em ha.